Thưa quý vị, phẫu thuật nội soi đường mũi có từ những thập niên 70, đến nay đã phát triển các điều trị vượt ra khỏi phạm vi vùng mũi xoang, tiến tới phẫu thuật những tổn thương ở vùng nền sọ, thậm chí là có thể đi sâu vào tận nhu mô não. Đó cũng chính là những tiến bộ của phẫu thuật nội soi đường mũi trong khoảng 2 thập niên gần đây, gọi là phẫu thuật nội soi đường mũi mở rộng, hiện đang được các bệnh viện triển khai áp dụng. Vượt ngoài phạm vi mũi xoang, phẫu thuật nội soi đường mũi mở rộng có thể xử lý được nhiều tổn thương như rò dịch não tủy ở sàn sọ, khối u vùng mũi xâm lấn sàn sọ, não, màng não hay những khối u lành tính xâm nhập vùng hố dưới thái dương hoặc thậm chí chèn ép vào khu vực nội sọ. Cái phẫu thuật mở với phẫu thuật nội soi thì nó có hai cái đường khác nhau. Đối với phẫu thuật mở thì trước đây để giải quyết những cái tổn thương đáy sọ và sàn sọ đó, thì người ta phải có những đường rạch da từ bên ngoài ở vùng mặt hay là ở vùng thái dương, và sẽ đi vào tiếp cận được tổn thương, người ta phải cắt qua nhiều cái xương ở vùng mặt và thậm chí là phải mở xương sọ tiếp cận não màng não. Trong khi đó, đối với những cái nội soi đường mũi mở rộng thì mình sẽ tránh hoặc là hạn chế được những cái đường rạch da, những cái phá hủy những cái cấu trúc không cần thiết và bảo tồn được rất nhiều cấu trúc cơ quan, và chỉ làm xâm lấn tối thiểu đến những cái tổn thương mà cần thiết mình phải giải quyết, thì làm cho cái bệnh nhân hồi phục rất là nhanh và ít có để lại di chứng và biến chứng sau phẫu thuật. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, với sự phối hợp giữa khoa tai mũi họng và khoa ngoại thần kinh, mỗi năm đã tiến hành khoảng 50 đến 60 ca phẫu thuật nội soi qua đường mũi mở rộng, mang lại hiệu quả điều trị rõ rệt cho người bệnh. Việc ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi đường mũi mở rộng giúp thay thế được những phẫu thuật hở trước đây, cũng đồng thời mở ra được những nghiên cứu và điều trị mới, kỹ thuật mới giúp các bác sĩ dễ dàng xâm nhập hơn trong các phẫu thuật ở vùng nền sọ, hốc mắt, đem lại hiệu quả điều trị cao hơn cho người bệnh.